Xin chào các bạn. Hôm nay thì bọn mình sẽ lại quay trở lại với một video home cook. Và dạo gần đây thì mọi người ở nhà rất là nhiều, cho nên là nhu cầu vào bếp nấu ăn của mọi người rất là cao. Mình đã nhận rất là nhiều những cái comment, các bạn bảo là bọn mình hãy chăm làm những video home cook hơn để chia sẻ những món ăn ngon ấy, chia sẻ những cái công thức cho những cái món ăn ngon mà lạ để các bạn có thể làm theo. Và hôm nay thì bọn mình sẽ làm thử một món ăn mà liên quan đến chiếc nồi chiên không dầu. Đợt này thì cái nồi đấy rất là hot ấy, và mọi người chia sẻ rất là nhiều những công thức mà kiểu rất là hay, mà còn làm được rất là nhiều cái món mà bất ngờ từ nồi chiên không dầu ấy. Bởi vì nó vừa kiểu có cái công dụng như là cái chảo chiên bình thường, nó lại không cần dùng dầu mỡ, thế là cũng đỡ bị béo đi, nhất là với những người mà có cái gọi là nỗi sợ tăng cân như mình thì đây là cái bảo bối tuyệt vời. Nhưng mà em thấy kiểu mọi người mua nồi chiên không dầu ấy toàn để phục vụ những cái món siêu béo hơn là để giảm cân ấy. Nghĩa là kiểu để đánh lừa cảm giác ấy. Thôi món này cũng đã béo rồi mà ta cho cái nồi chiên không dầu này thì có khi là nó đỡ béo hơn. Ngày hôm nay bọn mình cũng sẽ làm một món mà gọi là sao, kinh điển trong tất cả những cái kinh điển dành cho mọi lứa tuổi mà đặc biệt là trẻ con rất đam mê. Khoai tây chiên. Nhưng mà bọn mình sẽ thử làm bằng nồi chiên không dầu, vì mình đọc rất là nhiều những cái review mọi người từng làm thử ấy, chiên khoai bằng nồi chiên không dầu nhưng mà ra thành quả thì rất là bất ngờ ấy. Mình sẽ làm thử là phiên bản khoai tây mà không phải là phiên bản chiên ngập dầu mới là ngon hơn bình thường nữa, mà thử phiên bản khoai tây chiên bằng nồi chiên không dầu. Lúc đầu anh nhìn cái nồi chiên không dầu này, anh nhìn cứ như kiểu một cái nồi áp suất hoặc là một cái công cụ của UFO ấy. Mình đang gọt khoai tây và gọt xong thì sẽ ngâm vào trong một cái bát nước ấm. Tại vì nếu mà khoai tây mà gọt xong mà để ngoài thì nó sẽ bị thâm, lại vào lúc rán lên thì nó sẽ không còn đẹp nữa. Hôm nay tại sao mình lại mặc áo màu xanh lá nhỉ? Rất đơn giản, bật chế độ xanh lá chính là chế độ xa lánh. Chính là cái gì? Xa lánh tất cả mọi người. Xa lánh, xanh lá xa lánh. Anh ra ngoài cửa ngồi, ra sát cửa, khi nào anh gọi anh vào. Không, cái khi nào ăn xong ấy, em tán xong rồi anh bảo anh thở. Không, khi nào mà em ăn xong còn thừa thì em gọi anh. Hôm nay bọn mình sẽ làm món khoai tây chiên nhưng mà phiên bản đặc biệt hơn. Đấy là khoai tây chiên với sốt phô mai thần thánh. Wow! Này có phải là nhắc đến ở với sốt phô mai đấy, mọi người sẽ nhắc ngay đến em hiểu cô gái phô mai ấy. Em là phô mai Hải Yến à? Còn bạn thân của em là phô mai Hồng Hạnh. À, còn bạn thân của hai chị em là phô mai con bò cười đúng không? Anh thấy ba của em đều có những điểm tương đồng đấy. Phô mai con bò Hạnh, phô mai con bò Yến. Thì mình sẽ thái khoai tây thành nhiều lát nhỏ theo hình như kiểu là một đốt ngón tay như thế này này. Và ngay sau khi thái xong thì mọi người hãy ngâm vào một bát nước ấm nhất để cho khoai nó sẽ không bị thâm. Trong lúc mà thái khoai thì mọi người hãy đun luôn một nồi nước để chúng ta sẽ phải luộc qua khoai một chút. Lúc mà chiên khoai ấy, thì cái phần bên trong nó sẽ khoai nó sẽ rất là bở và mềm, và bên ngoài vỏ nó sẽ giòn. Xong cho vào đây một thìa muối. Thực ra là cái bước này là chỉ trần khoai thôi, cũng không phải là luộc. Bây giờ thì mình sẽ cho khoai vào đây này. Và sẽ đợi khoảng 2 phút, sau đấy thì mình sẽ tắt bếp đi và ngâm khoai trong cái hỗn hợp nước ấm này chừng khoảng 10 phút là được nhá. Sẽ đun thêm trên bếp 2 phút nữa. Sau 10 phút thì mọi người sẽ đổ ra cái rổ như thế này để cho khoai ráo nước và cho khoai nguội bớt đi nhá. Sau khi mà cái mặt khoai ấy, mình để nó đã ráo nước và nó đã khô giòn như thế này rồi này, thì mình sẽ đổ vào trong một cái nồi như thế này và sẽ cho vào đây khoảng 2 thìa canh này dấu lưu, để tí nữa chúng ta chiên thì cái khoai của chúng ta nó sẽ béo hơn. Nghĩa là mặc dù nồi chiên không dầu mà vẫn cho cái dầu lưu này vào để nó ngon hơn thôi đúng không? Ngon hơn. Chúng ta không cho dầu kia mà cho dầu lưu, nó tốt mà. Theo thì trước mình bọn mình mua cái nồi chiên không dầu này là bọn mình có đặt ở trên Shopee. Và đợt này thì mình biết là ở trên Shopee thì sẽ có rất là nhiều những khuyến mại liên quan đến nồi chiên không dầu, kiểu như là để phục vụ cho nhu cầu của mọi người. Nhu cầu đang rất tăng cái đợt này đúng không? Nhu cầu của mọi người ở nhà vào bếp ấy.
Tức là từ ngày 24 tháng 4 tới đây thì sẽ có một chương trình sale rất là khủng luôn. Rất nhiều những kiểu như là thiết bị rồi đồ gia dụng ấy, đặc biệt là nồi chiên không dầu. Nên là mọi người nếu như mà có nhu cầu thì mọi người có thể lên Shopee để tìm hiểu nhé. Đợt này đang khuyến mãi là mua luôn cho nó tiện ấy. Đằng nào cũng phải mua đúng không? Đằng nào cũng phải mua, đợt này khuyến mãi thì mọi người nên tham khảo đợt này. Thì đợt này sale rất là khủng. Sau khi đã trộn đều với dầu ô liu thì mình sẽ cho khoai vào nồi chiên nhá. Khi mà dàn khoai ra thì có phải để hết ở trên một cái mặt phẳng không? Nên như thế không chồng lên nhau khó chín luôn. Vậy cho vào lò. Và bởi vì là lò của mình vẫn chưa bật ý, cho nên là mình sẽ để thời gian lâu hơn một chút. Mình sẽ để ở nhiệt độ là 180 độ C và sẽ chiên khoai trong khoảng thời gian là từ 20 đến 25 phút. Nhưng mà khoai của mình ý, thì mình sẽ kiểu xếp hai lượt lên, cho nên là mình sẽ lấy ra và rửa khoai và lại chiên tiếp nhé. Tiếp theo sẽ là đến phần sốt phô mai thần thánh cho món khoai tây chiên này. Mình sẽ sử dụng 3 miếng phô mai con bò cười. Sau đấy thì sẽ cho vào đây một thìa cà phê sốt mayonnaise, thêm một thìa cà phê sữa tươi không đường, và sau đấy thì các bạn sẽ trộn đều hỗn hợp này lên. Với phô mai con bò cười thì mọi người nhớ để nhiệt độ phòng nhá. Còn nếu mà vừa cho từ tủ lạnh ra thì mọi người hãy để ở ngoài cho nó bớt lạnh, để khi chúng ta trộn đều như thế này thì phô mai nó sẽ không bị bón cục. Sẽ trộn đều hỗn hợp này để thành một khối nhuyễn mịn. Sau đấy thì mình sẽ cho vào đây 4 thìa cà phê bột phô mai và lại trộn đều hỗn hợp này lên. Và tiếp theo thì mình sẽ cho thêm vào đây là một thìa cà phê đường bột. Nếu các bạn không có đường bột thì có thể sử dụng một thìa cà phê sữa đặc. Còn nếu muốn ăn ngọt hơn một chút thì có thể cho thêm nửa thìa cà phê đường bột nữa nhá. Nếu mà cái hỗn hợp này khi mà các bạn khuấy đều mà nó vẫn bị vón cục ấy, thì mọi người có thể lấy một bát nước nóng và đặt cái bát hỗn hợp sốt phô mai này lên và khuấy đều để cho hơi nước bốc lên, và chúng ta sẽ trộn đều theo cách là đun cách thủy nhá. Thì cái hỗn hợp này của chúng ta nó sẽ không bị vón cục nữa. Vậy là xong. Và mình đã bật thêm một lần nữa rồi. Như vậy là mình đã chiên khoai được 20 phút rồi. Bây giờ thì mình sẽ mở ra và đảo đều khoai lên một chút để những miếng khoai nằm bên trên thì có thể chín đều hơn. Tiếp tục nướng khoai ở nhiệt độ là 180 độ C trong vòng 15 phút nữa nhé. A few moments later. Nó cũng chín rồi nhưng mà nó chưa giòn hẳn ấy. Nướng thêm một tí nữa. Cuối cùng cũng xong. Ê, khoai tây chiên sốt phô mai. Cái sốt phô mai này là công thức này là mình tự nghĩ ra đấy. Bởi vì là mình rất là thích ăn cái bột phô mai lắc với các cái loại đồ chiên ấy. Cho nên là từ cái bột phô mai mà mình đã nghĩ ra cái sốt này. Sốt phô mai nhưng mà em kết hợp cả sốt hàu nướng phô mai với cả sốt khoai tây chiên trộn thành cái sốt này. Rồi, công thức bí truyền. Công thức bí truyền của Master Chef Việt. Nào, chúng ta ăn thử nhá. Mời. Chiên chiên. Khoai chiên bằng cái nồi chiên không dầu này nó giòn nhỉ, cũng là giòn nhưng mà nó không bị mỡ ấy. Giòn nó không bị dính cái mỡ rồi bị ngấy ấy. Bình thường khoai chiên và chiên với mỡ ấy thì tất nhiên là nó cũng ngon, nhưng mà ngon kiểu khác ấy, tức là cái khoai nó sẽ phồng lên ấy, đúng không? Còn khoai này như kiểu là các bạn ăn miếng khoai tây thái to như thế này, nhưng mà nó lại rất là giống cái miếng khoai tây thái lát siêu mỏng mà cho vào chiên mỏng dính như anh.
như bim bim ấy. Nó sốt rất là béo. Rồi, công thức bí chuyển của em là lợi hại ấy. Ở lá mà mình rắc lên trên này là lá mùi tây. Mọi người có thể rắc lá mùi tây hoặc là lá oregano cũng được. Mỡ không chờ đợi. Nhưng mà công nhận là cái cách này ấy, so với cái cách chiên bình thường ấy, nó lâu hơn hẳn. Nhưng mà nó lại không phức tạp như là cái công đoạn chiên khoai. Mặc dù nó nhanh hơn nhưng mà công đoạn nó lại mình lại phải thao tác nhiều hơn ấy. Nghĩa là để chiên được một mẻ khoai ngon nhá, chứ nếu mà cho vào chiên không thì nó đơn giản quá. Nhưng để chiên được một mẻ khoai ngon thì người ta sẽ phải luộc khoai này, để cho khoai thật nguội, và sau đấy tẩm với một chút bột bột chiên ấy, hoặc là cái bột sư tử, bột cất sát ấy. Sau đấy thì lại phải để khoai nguội, sau đấy cho vào dầu nóng để chiên, chiên một lần rồi họ lại vớt ra, chiên cho nó chín khoai, sau đó thì mới chiên lần hai cho giòn. Cho giòn là xong cái lần đầu ấy là phải để thật nguội, xong rồi chiên lần hai. Đấy, là nghĩa là phức tạp ở chỗ đấy. Đồ chiên này thì mình chỉ cần bỏ vào thôi, mình chờ thôi. Quan trọng là kiểu mình cái công đoạn nó nhàn hơn ấy, chỉ có chờ cái thời gian chờ đợi mình để lại chỗ làm việc khác. Này thì làm sao mà giảm cân được bây giờ? Sốt này ngon lắm ấy. Ôi, anh công nhận sốt này chấm khoai hợp không? Có. Đó là khen từ đầu làm gì nữa. Rất là ngậy. Ngậy kiểu vừa béo lại có vừa cả vị ngọt và vị mặn nữa cơ. Béo thơm thơm nhở. Ăn đồ chiên không dầu thì mình xem ở trên những cái bài mà mọi người chia sẻ làm rất là nhiều món luôn ấy. Từ là sườn nướng này, sườn nướng gà nướng nhấp, chân gà nướng, cánh gà nướng, rồi làm thịt chiên giòn bí cũng được, rồi làm cá chiên, đùi gà chiên rất là ngon. Mày lại chưa lại không thùng lắm đâu. Bay chưa đúng rồi, mình chưa có dầu, có thể làm bánh nữa. Bảo sao là mấy hôm nay lượn mấy cái group kiểu yêu bếp, nghiện bếp thì toàn thấy chị em đăng những cái món liên quan đến đồ chiên không dầu nhiều đến trend ấy. Nên các bạn nếu mà muốn theo trend này nấu được nhiều món ngon ấy thì lên Shopee và đặt chiếc nồi chiên không dầu nhá. Nhưng bọn mình là mua của lắp bay lắp đúng không? Lắp bay lắp. Là nhiều lắm, nhiều hãng lắm, nói chung là tùy vào mức giá với cả là cái công năng sử dụng mà gia đình bạn cần ấy. Có loại nhỏ loại to. Cái nồi mà nhà mình dùng là nồi 5 lít rưỡi. Khá to mà. Khá to thì nó sẽ đủ cho cả gia đình. Thế không biết ở nước nào mà khoai tây chiên được công nhận là di sản văn hóa? Di sản văn hóa? Đấy chỉ là Bỉ. Đấy chỉ là Vương quốc Bỉ. Ở Bỉ người ta coi khoai tây chiên là một di sản của đất nước này. Khoai tây chiên của Bỉ. Họ chiên bằng mỡ bò. Đúng rồi. Và cũng chiên 2 lần, một lần cho nóng khoai, một lần cho giòn khoai. Và còn có một nghiên cứu chỉ ra rằng ăn khoai tây chiên bằng tay còn ngon hơn ăn bằng những dụng cụ khác. Nguyễn Hoàng Quân, phóng viên thường trú Hải Yến Ba Bè đưa tin từ Vương quốc Đông Lào. Món ngày hôm nay rất là ngon và mình nghĩ là đây là một món đơn giản mà ngay cả những đầu bếp mà kiểu như là kim vào bếp nhất điều tiêu như bọn mình cũng có thể thành công, thì chắc chắn là các bạn cũng có thể làm được. Nếu mà các bạn nghiện khoai tây mà sợ béo thì các bạn có thể áp dụng cách của mình để cho bớt lượng dầu mỡ đi nhưng mà tăng lượng phô mai lên. Không, thực ra là phải gia giảm cái lượng sốt này là tùy mình, mà cho ít sốt hơn một tí cũng được nếu mà sợ béo. Vậy. Xin chúc các bạn sẽ thành công với món khoai tây chiên không dầu sốt cực ngầu này của bọn mình nhá. Đấy. Và các bạn có gợi ý món nào mà mình có thể làm trong mấy cái ngày tới thì cũng hãy để lại ở phần bình luận nhé. Còn bây giờ thì tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn trong những số Vương quốc tiếp theo trên Hải Yến Ba Bè. Và nếu chưa là thành viên của Hải Yến Ba Bè thì đừng quên nhấn subscribe để ủng hộ cho bọn mình và theo dõi những video tiếp theo nhé. Bye bye.